Món chè này ở Hải Phòng có một mình nhà chị có thôi. Chị tên là Ngọc, chị đến từ quán Chiêu Multi Buffet ở địa chỉ 34A Lương Khánh Thiện, Hải Phòng. Quán chị chuyên về trà sữa full topping, các loại trà trái cây và món bestseller là trà thốt nốt dầm củ năng một mình nhà chị có. Bên chị mức giá dao động từ 20k đến 45k tùy loại em ạ. Một ly trà sữa full topping bên chị có sẵn 16 loại topping, từ các loại trân châu, các loại thạch phô mai, thạch trái cây, pudding, phô mai tươi, khúc bạch và đặc biệt có thêm một bánh flan hay còn gọi là bánh caramel. Các bạn chỉ cần chọn một trong 6 vị trà sữa. Vị trà sữa được các bạn order nhiều nhất chính là ô long gạo lứt và than tre. Còn topping bên chị tự mix, toàn bộ topping bên chị làm theo ngày và có nhiều nhất topping so với tất cả các quán khác. Và còn một điều đặc biệt nữa là quán chị có món chè thốt nốt dầm củ năng, nguyên liệu chính chị nhập thẳng từ An Giang và Lâm Đồng. Điều đặc biệt hơn trong ly chè này chính là nước cốt dừa béo ngậy vừa phải, vị thanh mát rất tròn vị, càng ăn càng cuốn. Chè thốt nốt dầm củ năng này mình có thể mix thêm cùng với khúc bạch hoặc phô mai viên, ăn cũng rất là ngon nha. Bên chị mở cửa từ 9 giờ sáng đến 10 giờ 30 tối hàng ngày.